Chào mừng tất cả các bạn đã đến với giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất Việt Nam, VCS 2023 Hưng Đông. Là cái lượng tiền nó có thể nâng lên, bây giờ nó không còn nhiều nữa. Bia đã bị giữ chân lại, Style đang muốn trói chăng, Style quyết định trói, bắt đầu bung quy của mình ra lấy một lượng ô rất lớn. Bia bốc hai rồi. Và Kia thì nằm xuống, KT lướt đi đâu đây, anh ta sẽ lướt và anh ta đụng mặt vào ai, anh ta đụng được mặt vào tường. Mày không tháo được bông con trai. Dịch chuyển về đến từ Nagia thì KT làm sao chạy đây? Bắt đầu nhường, hãy nhìn kìa Glory cũng như là Nagia nhường nhau miếng thịt gà Asia này. Tốc biến đầu nét 500k. Bắn rất đầu đến từ Eddie. Ui Eddie bấm gì vậy? Wow! Số hầu like cho pha vừa rồi. Đang muốn thấy Levi một phi tiêu 5k để cho KT đẩy ra khỏi bom khói và Glory thoát đi được. Tốc biến lên, kêu lĩnh đâm vào Glory sắp sửa cho để cho ta lướt được khỏi tầm tấn công. Cái đây thì không thoát được rồi. Và bây giờ anh ta ăn được hạt hồi phục, có hạt thông nổ, liệu rằng có muốn đánh hay không này. Nhưng mà đánh thì tôi nghĩ là hơi nguy hiểm. Xung điện cao thế, rồi bất tốc biến thì có thể bỏ chạy đúng không này. Chúng ta hãy cùng đến với bàn bình luận. Vâng, và chào mừng các bạn đã quay trở lại. Mình là Bá Điền và bên cạnh mình là hai anh bình luận viên Hữu Trung và Tùng Lâm. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Và quan trọng khoảng thời gian này nó vẫn đang là khoảng thời gian đến của những chú cá voi. Team Well là cá voi, cá heo ta? Cá heo đúng không? Well là Team Well. Team Well là cá heo. Cá heo vậy là tôi đúng. Cá heo. Cho Team Gam là cặp đôi đường dưới của Team Gam càng ngày sẽ càng mất tác dụng. Và Killer Queen đang tìm cách để bỏ chạy. Levi bắt đầu tìm cách để bấm. Killer Queen sắp sửa chết ra không rồi. Bola băng hay chăng? Tôi thấy như quăng bola băng thì phải. Đang đánh rất mạnh mẽ là đằng khác. Rất mất rất nhiều máu và KT sẽ phải nằm xuống. KT sẽ phải nằm xuống. Trời ơi, tại sao vậy? Và Killer Queen đã tìm cách bỏ chạy. Levi tóc biến lóc xoáy và Glory sẽ phải đi tiêu. Nhường nhau làm gì? Nhường nhau làm gì đó rồi, cả hai cùng ra đi. Nhưng Levi đã chạy ra đây có thể hỗ trợ rồi. Nagia bắt đầu đẩy vào và lượng máu Kia đang tương đối là bị yếu. Anh ta này bị đẩy vào trong góc cỏ. Ôi, pha này Kia chết ngược lúc nào không khoan nha. Đúng là như vậy thật. Đẩy vào bên trong tường hay chăng? Không, chỉ là đẩy vào một khoảng không. Và Levi sắp bị chết đây Kia. Hấp tung được rồi. Và cả Boom hay chăng đây. Nice. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Mình là Remai, cho mình biết là cảm giác của bạn như thế nào bây giờ. Mình đang gọi là muốn biết được cảm giác của bạn. Quê vậy. Vâng, cảm ơn KT và cảm ơn các bạn khán giả đang theo dõi phần phỏng vấn sau trận đấu. Còn mình là Remai. Mình là KT.